chúng ta quay lại cái là kênh này. Ông cần đâu, ông cần đâu, thầy thông minh lắm. Rồi to lên tí nữa. Bây giờ ở cái lăng kính này này thì chúng ta có thấy, mọi người sẽ thấy có phải đây là thân can không, đúng không? Cái nửa này này bắt đầu thân can này. Đây ngay ngò đúng không, ngay giữa ngò đúng không, giữa ngò thì có phải là bên đây là tính là dương khí mạnh nhá, đúng không? Bởi vì cái lăng kính của chúng ta này, cái lăng kính của chúng ta sắp xếp thì có phải là, có phải là dưới này là, ở dưới này là tí không? Đúng không? Bên này có phải là ngó? Bên này là? Là mà ở bên này là? Là dầu. Thì có phải là ngó là giữ khí mạnh nhất không? Tí là không khí không? Đó, cho nên là bắt đầu cái quẻ thân can có phải là giữ khí bắt đầu mạnh nhất không? Đúng không? Nó chạy lui ở đây bắt đầu dương khí có phải là giảm không? Bởi vì dương khí nó sẽ chạy tư tỷ đúng không? Tư tỷ là bắt đầu dương khí nó sinh. Đúng không? Nó sinh để ngò là trung cực. Đúng không? Rồi từ ngò lại bắt đầu âm khí là sinh. Là sinh ra. Đúng không? Có phải là nó chạy theo cái chiều này, chiều mình đến này không? Là kính nhá. Đúng không? Do đó là có phải là dương khí mạnh nhất là quẻ thuần. Thuần can. Đúng không ạ? Đấy chính là quẻ thuần. Thuần can rồi bên cạnh đây có phải là cạnh cái quẻ không? Đúng không ạ? Tức là cái này là 63, cái này sẽ là từ 62. Cho nên là thứ tự các quẻ trên lá kinh này nó cũng sắp xếp theo một quy luật, chứ không phải là nó muốn sắp xếp sao nó sắp xếp. Nhắc lại ở đây chúng ta sẽ thấy là quẻ này là quẻ thuần. Thuần can, qua bên này cái lá có phải là quẻ này không? Tạch thiên quài, tiếp theo thôi, qua một quẻ nữa có phải là hỏa thiên đại thủ không? Rồi, tiếp theo một quẻ nữa có phải là lôi thiên tài tráng không? Tiếp theo nữa là gì? Phong thiên tiểu xúc. Tiếp theo nữa là thủy thiên nhu. Tiếp theo nữa là sơn thiên tài xúc. Cuối cùng là địa thiên thái. Đó. Sau khi mà hết cái này bắt đầu nó qua vòng mới. Qua vòng mới thì có phải là cái này là can bên đoài không? Thiên bạch lý không? Tức là cái vòng thứ hai lúc này chúng ta tính đúng không? Là cái bắt đầu cái đoạn thứ hai là can bên đoài, sóng đỉnh đoài bên đoài. Đúng không? Sóng đỉnh lý đến trên đoài. Đó, tức là nó chạy như vậy. Thì nếu như chúng ta nhìn tiếp có phải là phía trên này này, phía dưới này là đầu tiên là quẻ can lắm. Thường quẻ nguyên một chạy này là 8 quẻ đầu tiên là quẻ can, hạ quẻ đều là quẻ can và thường quẻ nó sẽ chạy. Can đoài lý trần tồn khảm thấn khôn, sau đó đến quẻ hạ quẻ sẽ chuyển qua quẻ đoài, rồi thì thường quẻ sẽ là can đoài lý trần tồn khảm thấn cần khôn, sau đó tiếp tục sau đến quẻ đoài thì để đến quẻ lý, đúng không ạ? Quẻ lý bắt đầu này, lý đây, đúng không ạ? 8 quẻ lý ở hạ quẻ thì bắt đầu quẻ thường nó sẽ bắt đầu là gì? Can đoài lý trần tồn khảm thấn cần khôn, đó nó sẽ chạy như vậy, nó sẽ đủ một vòng của la kinh. Đó gọi là không vong. Đúng rồi, không vong của đài quái. Đúng rồi, cho nên không vong của đài quái cũng không biết đường nào mà lăn. Bữa sau chúng ta sẽ học không vong của đài quái nữa. Có rồi. Không vong đài quái nó chia làm hai loại. Ví dụ như là không vong mà sai được, là ví dụ như là bổn đi về chín, chỗ này là sai được, chỗ này sai không được. Nói rồi nó cũng nhớ rồi. Bởi vì 49 là cặp 2 đồ. Ừ. Đúng không? Tức là nó giống 16 đấy đúng không? 16 là cặp 2 đồ đúng không? 2 đồ thì phải cung ngũ hành nhá. Đó, cung ngũ hành cho nên là ví dụ như 5 ở đài quải, giờ quải phải với quải đài xúc này là sai được. Còn mà ví dụ như là 6 với 7 là sai không được. Bởi vì 6 lá thủy, 7 lá hỏa, thì nếu như mà đài quải là cung vong của đài quải mà vô đây là sai không được. Hiểu chưa? Không, đừng có cãi với thi. Dạy cho nó như không dạy à. Giáp thầy. Đúng rồi, mình giảm mình cũng từng đâu nữa. Rồi, xong chưa?
tạm thời hiểu được quy luật của sự sắp xếp. Đương nhiên bữa sau chúng ta sẽ nói về cái lượng đồ ảo bí, nói lại một cái lần nữa cái sắp xếp này qua bên lượng đồ ảo bí á, thì chúng ta tính tiếp theo. Còn giờ chúng ta đang dùng đến cái gọi là thứ tư của giá trị của thao. Bây giờ quay lại một câu chuyện nó cùng cụ, đó là nhìn vào một quẻ biết là nó quẻ thứ mấy rồi đúng không? Thì các nào cộng giá trị là biết quẻ thứ mấy đúng không? Ví dụ như là cộng giá trị là quẻ thứ 60, giá trị của nó mà cộng là được 61 thì biết là quẻ này là quẻ thứ mấy? Đúng không? Đúng chị em. Tức là ví dụ chúng ta lấy can, đây là ví lấy là cái quẻ đầu tiên đây đúng không? Đúng không ạ? À? Quẻ này là mình được gọi là quẻ thứ nhất trong 64 quẻ đúng không? Thì quẻ này sẽ là thứ 2, quẻ này là thứ 3, quẻ này là thứ 4, quẻ này là thứ 5, quẻ này là thứ 6. Như vậy chúng ta chỉ cần cầm giá trị các thao lại thì chúng ta sẽ biết được quẻ đó là quẻ thứ mấy đó. Trong 64 quẻ thì chúng ta chỉ cần lấy 64 và đưa cho số đó thôi. Đúng không? Ví dụ cầm lại có 60. Đúng không? Thì chúng ta lấy 64 trừ 60 như vậy quẻ đó nằm ở thứ 4. Đúng không ạ? Cầm lại có 58. Nếu giá trị đặt thao còn lại 58 thì lấy 64 trừ 58 bằng 6, như vậy quẻ đó sẽ sửa từ thứ 6 trong 64 quẻ. Đúng chưa? Đó là cách mà chúng ta suy ra dựa vào giá trị cộng lại thì chúng ta biết được là nó là quẻ thứ mấy trong 64 quẻ. Bây giờ bài toán sẽ là gì? Ngược lại. Đúng không ạ? Là giả sử bây giờ muốn tìm quẻ mà số thứ tư 39, làm sao để chúng ta ra được quẻ gì? Quẻ thứ 39 trong 64 quẻ sẽ là quẻ gì? Đó là xuất thân thôi. Rồi, tất cả trông chờ vào chị đấy. Ví dụ bây giờ có một quẻ, ví dụ bây giờ muốn biết là quẻ thứ 39 trong 64 quẻ là quẻ gì? Quẻ 25. Quẻ 25 thì tính là cái gì vậy? À, tính là cái gì vậy? Bữa là học là không bữa. Hôm qua cứ hỏi hoài. Có những lúc xuất thân không thể giải thích được, hiểu không? Nam nhờ cái đó quên hả? Quên hả? Rồi Bảo Thi lên bảng rồi, dân công nghệ thông tin mà, lên thể hiện đi. Nhưng mà thì tới em nữa hả? À không biết, thầy cũng phải theo công nghệ thông tin mà thầy cũng biết thầy. Cho nên là giờ em học công nghệ thông tin ra lập trình nó ra không biết cái này là bị thầy xì nhục đấy. Em đứng trên mát mấy lần rồi dính không biết. Em khổ gì cơ chứ. Người lên bảng chuẩn bị sai đó là Bảo Thi. Facebook là Bảo Thi. Kích đầu mà được u sáu mấy đó là tính là trang này đấy. Em làm sao em phải giải thích được cho người khác hiểu đấy nha, chứ không phải em ngồi tỉnh xong rồi em tự em chơi luôn đấy nha. À, xong rồi em set up em về luôn đi đây. Lần 2, 16 với 16 là... Cái này là 8 rồi này. 16
Đúng rồi, quẻ 39 trong 64 quẻ là quẻ gì? Câu hỏi là chỉ thế thôi. Ra đây là thi lô vô vòng à? Đúng rồi. Đúng không Đạt? Thì sao đúng được? Trời ơi. Rồi giải lấy giải thích đi, lấy giải thích đi. Đồ quỷ thì do ẹp mà. Giờ lấy cái gì? Lấy ba quẻ đầu tiên này. Đồ trước em đã nói gì chứ? Đó đầu cái tiếp ba cái tiền thôi. Xong mình đó, xong rồi chuẩn bị mình đi đảo đi đâu kia. Lấy cái này đầu tiên đó. Ví dụ như cái này còn 7 đúng không? 39 trừ cho 7 đi. Thì số lượng số lượng là còn bao nhiêu? 39 là số nào? Còn 32. Thì là số thứ tự. Đấy, còn giá trị nữa khác. Còn cái giá trị của kê đó, kê đó. Mọi người đừng có cài đó, để cho nó tự chế. Số 39 là số thứ tự của quẻ. Ủa đây không phải là à, thứ tự hả? Vậy em chỉ giờ lấy 64 cho 39. Hồi nãy chị đã cho em số 25 rồi, là giá trị của quẻ là 25 rồi. 25 thì em trừ lại thôi. 25, đúng không? Gì đâu mà bình thường mình cứ từ từ. Đúng luôn. 25 là 25 mà 27 là 27 nha. Chú Quýt em bây giờ. Đọc 25 nó ghi 27. Này 25 thì tất nhiên là một con số lẻ đúng chưa? Là phải có con số 1. Còn 26. Đúng không? Còn muốn lên từ từ. Mình cũng có sự từ từ. Đúng rồi. Được trước em đã tính. Em đã nhớ thầy chỉ rồi. Nhớ thầy chỉ rồi. Đây là tiêu biểu của những người nhận chủ giáp. Ngồi sai mà con cài cố. Mình phải từ từ. À mưa quả hành gì làm hay sao mình ghi ở đây là còn hành quẩy vậy? Lý do đi cậu chết mà. Hành gì nó ế tới giờ luôn á. Mình nói vậy. Nói vậy là chết đi. 25 tất nhiên đó. Trừ 1 thì ở đây số lẻ là còn 24. 1 ở trên 24 thì sẽ lấy cùng số 16. Thì cái này là số 2. Chị phải biết là thi nào nhục chơi rồi. Số 4. Số 6. Người ta bình tĩnh cho mình chứ. 6. Còn 18. 18 giờ nhục nhẹ rồi. Thôi 18 thì 16 rồi. 16 quên tên rồi thì thôi luôn đấy. Con gái đầu tốn không? Quẻ gì Nam? Thì em cộng cái giá trị quẻ ở đây nó sẽ phải là 25. Đúng rồi. Đúng không? Rồi, không, đây, không đây là 0, đây là 2. Quên tên thầy. Đây là 0, đây là 8, đây là 16. À, số 1 cổ. Bây giờ em giải thích vì sao mà ra được như vậy? Và giải thích làm sao để cho những người người ta không biết về hệ gì phân người ta vẫn có thể hiểu được. Đúng rồi. Chứ không phải là em giải thích xong rồi một mình em hiểu. Dạ, con số 25 này dạ anh chị biết chưa ạ? À? Chưa. Chưa. Chưa, vì sao? Dạ, anh chị được là anh đứng tới đây luôn. Anh đứng dậy đi, đúng rồi. Anh đi thử rồi đó, để coi anh đứng dậy không. Anh đứng tại dậy được rồi. Con số 25 này á, là mình sẽ lấy, ở trong này có tất cả là 64 quẻ. Ở đây là mình đang tài đang cho tìm số 39 thì lấy 60 cho nên là mình sẽ lấy 64 quẻ mình trừ cho cái con số 39 thì nó sẽ là số 25 này. Trong số 25 này mình sẽ thấy rằng là
đi theo hệ nhị phân toàn là con số chẵn hết, đúng không? Con số chẵn hết muốn mà cho sau số 1 sau số chẵn được. từ hào số 5, từ hào số 1 cho tới hào số 5 là toàn là số chẵn. À, dạ. Trong đây con số 25 nó là một con số lẻ. Vâng. Cho nên lúc này mình lấy 25 trừ cho 1 thì con số 1 nó sẽ phát đầu tiên. Rồi. Nếu trong đây mà nó là 26, tất nhiên con số 1 này sẽ là hào âm, thì nó không còn nữa. À, rồi sáng rồi. Ok chưa? Thầy gãy đầu hiểu rồi. Nè, giờ lúc này mình sẽ còn có con số 1. Thì còn lại là 24 lúc này mình sẽ tính vị kia ra, ví dụ 24 thì mình sẽ trừ cái con số lớn nhất ở trong đây. Nếu mà con số lớn nhất nó là 32, đúng chưa? 32 mà ở đây 24 không phải trừ ra. Thôi vết chỗ 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 em chỗ thì thật sự là chị cũng không thấy chị canh nội hãy phụ tôi hoàn hiểu hết. Em có tin không? Mất thời gian. 24 nè, trong đây có tất cả là 32 là lớn nhất đúng không? Dạ. Thì mình lấy 24 trừ 32 được thì thằng cái mình trừ cho 16. Ờ. Đúng chưa? Sai nữa. Trừ cho 16 thì lúc này là mình sẽ có một hào hai. Hào hai. Bây giờ rồi. Bây giờ thầy đảm bảo này, chị Tuyết không hiểu này, chị Tán không hiểu này. Nhưng mà thật ra là thi đang làm đúng nhưng mà cái điều đó đang trừ dần dần trừ dần dần. Thì cái vấn đề ở chỗ là nó lát sẽ đúng không hay là đó, em trừ dần dần cho nên em bây giờ sẽ trình bày đầu tư như là chết rồi. Đúng rồi, lên trình bày dự án vậy là chết rồi. Nhà đầu tư không hiểu bây giờ này, quay lại phải thông cam này. Đi từ thông cam mà đi, đúng không? Có phải đây là 1, 2, 4, 8, 16, 32 không? Đúng như thế. Có phải là bây giờ nói đáng là 64 trừ 39 đúng không? Giá trị của nó 25 đúng không? Rồi lấy bằng mấy cái năm cộng lại bằng 25 để chuyển. Đúng. Em nói thầy nếu mà nói thầy cái nào cộng lại đúng không? Đúng rồi. Là lúc đó mọi người cứ ngồi đây cộng từng cộng đi. Bây giờ cộng 25 cho cộng đi. Duy nhất 25 thôi. Có phải cộng 25 là lấy 8 cộng 64 cộng 1 25 không? Để chuyển đúng không? Lại là cách quen nó khác. Cách quen là bây giờ cách số cách của em không bằng cách của thầy quen đi chỗ. Cách của em không bằng cách của thầy. Cách mày được không biết nó không? Cách của anh đó. Ủa? Cách nào mà chả không biết nó học lên? Trời ơi. Cách của anh có thể nhanh nhất. Không phải. Ok. Còn bây giờ em cộng thử cho em ngồi em hết thì... Bây giờ. Thôi không cần tranh luận. Tức là đường nào cũng về La Mã. Nhưng mà mình đi đường nào là dễ nhất và nhanh nhất được chưa? Và cách của thầy là đang nhanh hơn của em. Được chưa? Anh đâu bị cái đó không? Đúng không? Rõ ràng bây giờ này, giá trị tổng cộng là bằng 25 đúng không? Mình lấy 64, mình trừ 39 bởi vì chúng ta có 64 quẻ. Mà vị trí của quẻ này là 30, 39 như vậy giá tổng giá trị của nó phải bằng 20. 25 mày cộng tên này thì cộng mấy số miền sao được bằng 25 là được. Thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy là 8 cộng 16 là 24 cộng 1 là 20. 25 thì như vậy là những quẻ này thì những cái hao này là dự quyết. Đúng không ạ? À? Còn những cái hao này là không có cộng vào thì nó biến đổi như vậy, hao này giữ nguyên, hao này biến đổi, hao này giữ nguyên, hao này biến đổi xong quẻ. Ghê không? Ghê. Ghê không? À, thậm chí còn nhanh hơn nữa, tôi chạm lên từ 25 luôn đâu. Dạ như từ giờ hại. Đúng không? Từ 20 từ gì? Lỡ từ sai sao? Bây giờ không thể trừ nữa. Của em á, là em tính từ dưới đi tính lên chứ em không tính cộng gì mà không có thời gian. Em bị thế cũng tiêu cực rồi nít. Rồi em bây giờ hết, em hết chỉ xấu rồi nha. Bây giờ thử cách khác đúng không? Bây giờ không trừ nữa, lấy luôn số 39 này được không? Đúng không? Bây giờ cộng lại cái làm sao này bằng 39 đi. Nổ ngược lại không công á thầy ơi, được kẻ thôi được rồi. Trời ơi, bà còn chưa hiểu luôn á trời ơi. Chị nói không phải, chị nói là mất công phải ngồi tính. Cái đó dùng bày thôi. Thấy chưa? Mất công ngồi tính mà chị kêu cái đó sai hay. Chị đâu có nói sai. Không phải, chị nói là cái tình của thầy rõ ràng mà nhắn cái tình của em đi ạ. Đúng không? Thầy không nói đúng sai bởi vì đúng thì đương nhiên là đúng rồi. Bởi vì em cũng không định đổi sai nhưng mà... Rõ ràng là cách của thầy nó nhanh hơn. Thấy chưa? Ai cũng công nhận điều đó. Cho thầy cũng đòi sai, thấy chưa? Rồi bây giờ đơn giản á,
không không lăn chập trơ được, lấy luôn 39. Khỏe thì 39, lấy luôn số 39 cho nó nhanh. Vậy cộng lại làm sao được con 39 đi? Thì có phải là đâu? Có phải là đấy là 32 không? 36, 38, 39 không? Như vậy là 4 cái này đúng không? Đâu rồi? Đúng không? Đúng chưa? Lấy 39 chiều 1. À, phải lấy 39 chiều 1 là lấy 38 mới là đúng. Đúng không? Nếu như mà 39 bởi vì lúc này là chúng ta có 64, là còn có 63 thôi. Cho nên là số từ từ mà 39 thì là lấy 38 thôi. Đúng không ạ? Thì là không có cái con số 1 này. Như vậy là đánh dấu lại 3 cái này. 3 cái này chính là 3 cái gì? Đồi hết không tối? À đồi là xong. Đúng không? Đó, như vậy là đã khỏe này. Đó, xong. Như vậy là số từ từ trừ 1. Hoặc là lấy 64 thì trừ có cái số đó. Một trong hai cách, cách nào cũng được hết đó. Đó, thì được ra. Đó. À thì đúng là cách sau là con nhanh hơn được khỏi trừ. Đúng không? Cái cách sau là nhanh hơn được, nó khỏi phải lấy 64 trừ được, đúng không? Nó còn nhanh hơn. Còn cách đầu tiên thì đương nhiên là gì? Nói là đúng rồi, đúng nha, không sai. Đúng không ạ? Vấn đề chỗ là làm cho những người mà người ta không có học chuyên, người ta hơi loạn tí.